Thưa Sư Phụ, nếu mình sư được cho là vô điều kiện và Thượng Đế được cho là vô điều kiện và tha thứ, thế thì tại sao Ngài đòi hỏi mọi người ăn thuần chay và sám hối mới cứu họ? Tôi không đòi hỏi. Tôi chỉ cho họ thấy con đường. Giống như nếu quý vị muốn đi về hướng Nam, tôi sẽ nói đường đó. Quý vị đi qua đoạn này, đến giao lộ đó thì sẽ thấy đường cao tốc chỉ về hướng Nam. Tôi đòi hỏi quý vị hoặc bất kỳ ai ăn thuần chay để làm gì? Tôi được gì nào? Dạ, không gì cả. Có thể là lòng từ bi cho động vật và hậu quả cho con người, dĩ nhiên rồi. Nhưng cho dù tôi không có chút từ bi nào cho quý vị hoặc cho bất kỳ ai, hoặc tôi không cảm thấy thương cho động vật, ngay cả vậy, đó vẫn là con đường, bất kể cảm xúc, địa vị của tôi. Đó là đường đi về hướng Nam. Dạ, tôi không cần phải thích quý vị. Quý vị là người lạ. Quý vị hỏi tôi đường đến California, tôi chỉ quý vị đi đường đó. Trước tiên, quý vị phải đi qua con đường đó, và sau đó, nếu không có xăng, thì phải đổ đầy bình xăng. Đó không phải là đòi hỏi về phần tôi, mà cho quý vị. Dạ, đúng vậy, để đến đó. Dạ. Mọi thứ trong cõi vật chất này đều có cái gọi là điều kiện. Không phải điều kiện từ Minh Sư. Minh Sư luôn luôn vô điều kiện. Thượng Đế là vô điều kiện và cũng tha thứ nữa. Cho dù Thượng Đế tha thứ tất cả, quý vị vẫn phải xuống địa ngục bởi vì quý vị đi theo đường đó. Dạ hiểu. Quý vị đang thu hút năng lượng địa ngục đến với mình. Cho nên, dù Thượng Đế tha thứ, quý vị vẫn đọa địa ngục nếu quý vị ăn thịt, hoặc nếu giết động vật, hoặc, ô trời ơi, dự phần vào sự sát hại. Và cho dù quý vị chỉ trả thuế và chính phủ dùng tiền đó để trợ cấp cho ngành chăn nuôi, hoặc giết các em bé trong việc phá thai, thì quý vị vẫn cần trả nghiệp đó. Ô trời ơi, có thể ít hơn một chút so với những người tổ chức hoặc tạo ra luật, nhưng quý vị vẫn phải trả nghiệp. Tất cả các vị minh sư đều vô điều kiện. Dạ, Thượng Đế là vô điều kiện, nhưng đó là con đường dẫn đến địa ngục. Vì vậy, quý vị phải quay đầu lại. Vậy thôi. Dạ. Giết, ăn thịt động vật là con đường đi thẳng đến địa ngục. Đó là con đường đến địa ngục. Dạ. Đó là sự sắp xếp của vũ trụ. Sát sinh là một trọng tội và quý vị phải trả giá cho điều đó. Nên đó là lý do tôi khẩn thiết thúc giục mọi người ăn thuần chay, không phải để tôi có thể mập ra hay khỏe mạnh, mà là cho họ để cứu lấy chính họ, để có cớ được cứu. Dạ thưa Sư Phụ, nhưng họ phải ăn thuần chay và thành tâm, vì đó là con đường đúng để đi. Dạ, có những đường lên thiên đàng, có những đường xuống địa ngục, có những đường quay trở lại thế giới con người, có những đường đi tới thế giới động vật. Dạ. Sự lựa chọn của quý vị sẽ ảnh hưởng đến tương lai của quý vị. Dạ, Sư Phụ. Và ảnh hưởng đến cả hiện tại nữa. Bởi vì ăn thịt, quý vị sẽ bị bệnh. Đó là nghiệp trước mắt. Và nghiệp tương lai là địa ngục, tệ hơn bệnh tật. Dạ. Ở thế giới này, nếu hôm nay bị bệnh, quý vị vẫn có bác sĩ, y tá, thuốc men và các thứ để giúp quý vị. Dạ. Hoặc phẫu thuật gây mê, quý vị không cảm thấy đau. Ở địa ngục không có thuốc mê. Đau đớn và đau đớn. Và mổ sống và đau đớn gấp trăm, vạn lần hoặc hàng triệu lần. Trời ơi! Và quý vị không thể trốn thoát, không thể chạy đi đâu cả. Quý vị chỉ có thể la hét và không ai nghe quý vị. Ôi trời ơi! Quý vị hiểu tại sao ta làm việc quá cực nhọc chưa? Dạ hiểu thưa Sư Phụ. Thuần chay đó là con đường đúng để giúp chính mình, giúp thế giới và lên thiên đàng. Dạ, đó là đường lên thiên đàng. Dạ, đó là con đường duy nhất. Phải, đó là nhân từ. Bây giờ quý vị hiểu rồi. Dạ hiểu. Vô điều kiện. Dạ Sư Phụ. Vô điều kiện. Thượng Đế hoàn toàn vô điều kiện. Nhưng nếu quý vị chọn đi theo con đường nguy hại, thì quý vị sẽ bị hại. Dạ, thế thôi. Nếu nhảy vào lửa, quý vị sẽ bị thiêu đốt. Đừng trách không ai bảo quý vị. Dạ phải. Xem và tải xuống toàn bộ nội dung cuộc hội thảo Thánh Chiến Chân Chính tại SupremeMasterTV.com.